chúng ta sẽ kết, bây giờ chúng ta sẽ dùng dây trái nhé. Hạt chúng ta sẽ sâu 3 hạt vào bên dây trái. 1 2 3. Các bạn nhớ là dây bên này nhé, dây bên trái, dây bên phải chúng ta lại chéo qua. Đấy. Và bây giờ dây phải chúng ta tiến về bên phải một hạt. Dây trái của chúng ta sẽ sâu 3 hạt. Dây trái chúng ta chéo qua. Bây giờ dây phải chúng ta sẽ tiến 2 nhé các bạn nhé. 2 hạt. Chúng ta tiến luôn 2 hạt này bằng dây phải về phía bên phải đấy các bạn ạ. Ui. Và dây trái chúng ta sẽ sâu 2 hạt. Dây phải chúng ta chéo qua. Giờ dây phải chúng ta sẽ tiến 2. 1, 2. Chúng ta sẽ tiến 2 hạt các bạn nhé. Và chính dây phải luôn, chính dây phải này chúng ta sẽ phải sâu 2 hạt. Sau đó dây trái này chúng ta sẽ chéo qua. Đó. Và bây giờ dây trái của chúng ta sẽ tiến 2 hạt. Dây trái chúng ta sẽ tiến 2 hạt. Và dây trái của chúng ta sẽ sâu 2 hạt. Chính bằng dây trái. Sau đó dây phải chéo qua. Bây giờ dây phải chúng ta sẽ tiến 2 hạt. Dây phải của chúng ta sẽ có 1 hạt đen, 2 hạt trắng. Dây trái chúng ta chéo qua. Dây trái của chúng ta tiến về bên trái 3 hạt.
Chúng ta tiến 3 hạt các bạn nhé. Và dây phải chúng ta sẽ sâu một hạt trắng, một hạt đen. Sau đó dây trái chúng ta chéo qua. Không đúng. Sorry các bạn, chỗ này chỉ còn một hạt đen thôi. Chỗ này chúng ta chỉ sâu một hạt đen thôi. Sorry các bạn nha. Đoạn này này, các bạn làm lại cái đoạn này cho mình này. Sorry mình nhầm một chút. Là sẽ phải, đoạn này sẽ phải một trắng, một đen là đúng rồi. Một trắng, một đen là đúng. Mình nhầm, mình tưởng là vòng 5 nhưng mà thực ra nó là vòng 6. Đây. Sorry các bạn nhé. Đây. Rồi và bây giờ dây bên trái của chúng ta. Dây bên trái. Giờ dây bên trái sẽ tiến. Dây bên trái chúng ta sẽ tiến này. 1 này. 2 này. 3 này. Và chính dây bên trái của chúng ta sẽ sâu 2 hạt trắng. Đoạn này mình hơi nhầm một chút. 2 hạt trắng. Sau đó dây phải chúng ta chéo qua. Và giờ dây phải của chúng ta sẽ tiến 2 hạt. Dây phải chúng ta tiến 2 hạt. Dây trái chúng ta sẽ sâu 2 hạt trắng. Giờ dây phải của chúng ta sẽ sâu 3 hạt các bạn nhìn này. 1, 2, 3. Dây phải tiến 3 hạt. Và chỗ này thì chúng ta dây nào cũng được. Chúng ta sẽ sâu một hạt. Bây giờ các bạn nhé, dây phải chúng ta sẽ tiến về bên phải một hạt. Dây phải tiến về bên phải một hạt. Dây trái của chúng ta sẽ sâu 2 hạt trắng.
và một hạt đỏ. Sau đó, dây phải chúng ta sẽ chéo qua. Dây phải chúng ta tiếp tục tiến về bên phải 2 hạt. Dây trái của chúng ta dây phải các bạn nhé, chúng ta sẽ lấy dây phải này, đây là dây trái, dây phải chúng ta sẽ sâu 2 hạt, dây phải tiến 2 hạt và chính dây phải lấy 2 hạt, dây trái chéo qua. Và giờ dây trái chúng ta tiến về bên trái 1 hạt. Và chúng ta sẽ lấy 1 hạt đen làm mũi. Sau đó chúng ta buộc luôn cũng được các bạn ạ. Buộc luôn để làm mũi. Bạn nào thích thì chúng ta sẽ đi sâu qua 1 vòng nữa để tạo thành vòng 4 của mũi con chuột cho nó đẹp. Đấy. Chúng ta sẽ đi sâu theo đúng vòng này. Sau đó chúng ta buộc lại các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ đi qua 1-2 hạt để giấu mối là được. Đây cũng vậy. Các bạn có thể đi qua bất kỳ hạt nào nhé. Các bạn thấy dễ thì các bạn đi qua thôi. Sau đó chúng ta cắt đi. Đây ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm phần tai của chú. Chú chuột các bạn nhìn này. Cái phần tai của chú này. Đây là mắt. Đây là mắt. Chúng ta sẽ bỏ qua 1 hạt mắt. Và tai sẽ đi theo đúng 2 cái hạt này. Các bạn nhìn nha. Đi này. Hạt này nữa. Chúng ta sẽ đi qua 2 hạt này nhé. Ui. Các bạn nhìn, mắt bỏ qua 1 hạt và nó sẽ là 2 hạt ở đây. Giờ dây, mỗi dây chúng ta sẽ sâu 3 hạt. Dây trái sâu 3, dây phải sâu 3. Sau đó chúng ta sẽ lấy 1 hạt và chúng ta chéo qua.
mỗi bên 3 các bạn nhé. Sau đó chúng ta lấy thêm một hạt chúng ta chéo qua này. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cũng mỗi bên một hạt. Mỗi dây một hạt. Mỗi dây một hạt, sau đó chúng ta sẽ lấy một hạt để chéo qua. Và cuối cùng chúng ta sẽ lấy mỗi một dây, chúng ta lại cho thêm một hạt vào. Và các bạn vòng này, các bạn nhìn ra này, chúng ta sẽ vòng. Đây là cái vòng 5 đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy ở đúng điểm này. Chúng ta sẽ sâu một dây cước qua. Sâu một bên qua. Sau đó chúng ta buộc luôn. Chúng ta giấu mối. Và chúng ta cắt cước đi thôi. Tiếp tục. Bên này cũng thế. Mắt này. Chúng ta sẽ bỏ qua hạt này và sâu bắt đầu từ hai hạt này. Giờ tiếp tục mỗi bên 3 hạt. Chúng ta sẽ làm y như cái tai bên kia thôi. Cái này thì dễ rồi các bạn. Mỗi bên 3 hạt. Và chéo bởi một hạt. Mỗi bên 3 hạt và chéo bởi một hạt các bạn nhé. Sau đó bên trái một hạt. Bên phải một hạt. Và chúng ta chéo. Giờ mỗi dây chúng ta sẽ có một hạt. Và chúng ta lại cũng quay trở lại với cái hạt này thôi. Vòng 5. Cái này thì dễ quá rồi đúng không ạ? Chúng ta giấu mối. Sau đó chúng ta cắt cước đi. Giờ chúng ta đến phần tay. Phần tay thì dễ thôi các bạn nhé. Các bạn nhìn này.
thẳng từ miệng xuống sẽ có vòng chữ thập 4 đây, chúng ta sẽ đi qua hai cái hạt ở đây. Đó. Các bạn nhìn thấy đi qua hai cái hạt. Sau đó mỗi giây chúng ta sẽ cho, để mình dạy kiểu này là làm nhanh cho các bạn. 1 2 hai hạt trắng và một hạt đỏ. Sau đó ở chỗ hạt đỏ này chúng ta sẽ để rời ra này. Tách riêng hạt đỏ ra, chúng ta quay trở lại cái dây. Các bạn nhìn, quay trở lại. Bên này cũng thế. Hai hạt trắng, hạt đỏ, và cho mình chừa hạt đỏ ra. Mình quay đầu đấy trở lại. Sau đó chúng ta sẽ xâu ngược cái dây trở lại thôi. Xâu ngược. Các bạn xâu nhé. Các bạn xâu ngược trở lại cái dây trở lại bên này. Hoặc bên nào quay trở lại cũng được. Sau đó chúng ta buộc này. Đại loại là chúng ta để cho nó làm một cái mối buộc. Đây là mình dạy các bạn làm cách tóc. Nếu mà làm từng tay một cũng được, nhưng mà làm như này cho nó nhanh. Đây nhé. Đấy, các bạn quay trở lại, một đầu quay trở lại. Thế là xong. Chúng ta sẽ giấu mối đi và chúng ta cắt cước. Cái này nó chỉ khó với những bạn nào mà vừa làm lần đầu thôi, chứ còn những bạn đã làm quen rồi thì thấy nó bình thường nữa. Cắt cước luôn. Chúng ta đã xong hai cái tay. Bây giờ đến phần chân. Các bạn nhìn nhé, phần chân của chú chuột này. Đây, cái vòng đây. Vòng này là hai cái vòng này đúng không? Chúng ta sẽ dùng chân bởi cái hạt của vòng 5 bên cạnh của vòng 5 này. Hai vòng 5 nhé. Chúng ta sẽ có một hạt trắng, một hạt đỏ và một hạt trắng. Sau đó chúng ta buộc thôi. Chúng ta giấu mối luôn. Cái này thì các bạn muốn luôn vào hạt nào cũng được, không nhất thiết là phải. Mình cứ chỗ nào mình dễ thì mình sâu vào thôi. Sau đó các bạn cắt cước đi. Chúng ta đã xong một chân. Và chân bên này cũng thế. Đối diện với bên này chúng ta sẽ làm. Ôi, hơi ngắn. Bây giờ các bạn sẽ sâu một trắng, một đỏ, một trắng. Và chúng ta buộc lại. Làm chân dễ quá đúng không các bạn?
chúng ta giấu mối đi. Cái dây cước mình lấy cái dây ngắn quá. Thôi được rồi. Chúng ta sẽ cắt cước nhé các bạn. Hai cái chân, bây giờ đến phần đuôi của chú chuột nữa là xong. Phần đuôi, các bạn nhìn, đuôi chúng ta sẽ làm, nó sẽ ở đây các bạn nhé. Đây ạ. Vì thế chúng ta sẽ sâu thế này. Các bạn nhìn, chúng ta sẽ sâu bởi cái hạt ở giữa. Sau đó tiếp tục giống cái tay, chúng ta cũng sẽ cho hai hạt trắng, một hạt màu. Và chúng ta cũng để riêng hạt màu ra. Chúng ta sẽ sâu ngược. Đây. Quay trở lại. Sau đó thì tùy các bạn thôi. Các bạn sẽ đi. Mình sẽ đi một vòng như này. Mình sẽ đi một vòng xuống đây để gặp cái mối này, để chúng ta buộc lại là xong. Các bạn có thể đi quay ngược lại cũng được, hoặc đi theo vòng như thế này. Tùy mình thôi mà. Bên này nữa. Chúng ta muốn thì một dây chạy cước đến đây rồi chúng ta buộc. Không thì chúng ta làm nào để cho chúng gặp nhau tại một điểm và chúng ta sẽ buộc. Để buộc cho nó chắc thôi mà. Và chúng ta sẽ giấu mối đi các bạn nhé. Cái này thì các bạn, sau đó chúng ta cắt cước đi. Chúng ta đã hoàn thành chú chuột rồi. Chúc các bạn thành công nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Và lần sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn kết một chú mèo. Chú mèo rất mới. Đấy. Các bạn thấy có xinh không? Các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo của mình nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.